Rồi, rụng rồi, chết rồi, chết luôn. Anh em phát hiện một con rắn. Đây rồi, anh em ơi. Đấy, rắn đấy. Bắn đi em. Nhanh. Ui cái đầu kìa, thấy cái đầu chưa? Bắn một người nó gãy mẹ xương sống rồi. Rồi, rụng rồi, chết rồi, chết luôn. Vào đầu rồi, chết luôn rồi. Mang về luôn. Bay đừng có bắn một người bạn ạ. Chết rồi. Bật mẹ ra ngoài. Trời ơi, là cái đầu. Này. Ui, chảy máu luôn. Bạn cầm tôi bắn thủng đầu à? Chết rồi. Bật mẹ ra ngoài kia. Chết rồi còn đâu nữa? Nhặt đi. Thôi, anh đi mà nhặt. Em có bờ dám chơi một cái loại đấy đâu. Dân giáo chứ cái gì mà sợ. À, nhặt đi. Anh ngại cầm cái gì lại sợ lồ xung quanh có mấy con không dân giáo này sợ thì bám trả được không to mà con này với đôi ba lạng á đấy cảnh to á chỉ là cái tiền cảnh to chỗ đeo được cái cành to nhá, cành cây đây, trên đầu này nhìn thấy không? Ủa, giời. Thì cái mẹ có đúng dân giáo không anh Tân? Dân giáo. Đây. Tôi đi mẹ to phết, nặng phết anh em. Nó dài phải đến 1 mét. Lấy, cầm đấy. Không đi đưa anh cầm. Đây, đây là dân giáo nha. Hết nhỉ. Ừ. Bọn miền Nam thằng nó bắt được con nhỏ hơn mà nó còn hết rồi. Phát hiện thêm một em chim nữa. Soi vào giữa đi. Dụng. Chết luôn. Con rắn ráo này phải chắc phải dài đến 1 mét ạ. Hơn mét, không đến đâu. 1 mét thôi. Nhìn này, đây là cái xào phơi quần áo mà. Từ trên này chạm đất. Bắn thủng bên này sang bên kia. Béo à? Hơn cái đàn ở chỗ nhà cây. Chim sẻ mà được một đống chim sẻ có được đến 40 con không em? Đây chắc được khoảng tầm 2 mấy con. 2 mấy thế hả? Nhìn nhiều này chắc phải 40 con. Đếm ơi, giờ ra đếm lại coi. Nhiều lắm. Em thấy nhiều lắm. Đây là công tác vặt lông. À, người vặt lông là ná thủ Hoàng Cáo. Ngồi soi đèn là ná thủ Huy Sàm Lô. Người quay phim Hải Cốt. Tấm sọ lò. Thôi, chào anh em nhé.